đố em nè. Nhìn chị coi chị đoán chị bao nhiêu tuổi. À để em xem. Thực ra thì chị thì cũng được cái là chất da tốt này, người nhỏ nhắn này. Em nghĩ chắc chị 55 tuổi. Thì em coi tấm hình này nè. Em coi nè. Cái người trong hình này nè. Em đoán xem là bao nhiêu tuổi. Chắc là nhỏ chị chút ha. 50 tuổi không chị? Bởi vậy á. Để chị nói chị buồn lắm luôn á. Sao vậy chị? Cái này là em chồng của chị á. Lớn hơn chị là 5 tuổi luôn á. Mà đi chung á, ai cũng nói hả chị già hơn hết trơn. Không buồn chị, không rất buồn, buồn, không buồn. Có giải pháp hết chị. Nhưng mà thực tế là chị bao nhiêu tuổi ạ? Thực tế là chị mới có 50 thôi. Nhìn nó già hơn cái người chị. Người ta. Không sao chị. Thực ra là nó chênh hơn 5 tuổi thì thôi cũng không sao. Mình cứ lấy tinh thần lạc quan để rồi mình tích cực mình xử lý nó, mình điều trị rồi mình sẽ được kết quả như mình mong muốn. Đó, bây giờ đi tìm cách đi nè. Bây giờ mai xem có cái công nghệ nào đó mà để cho chị trẻ ra đi, trẻ hơn cái cô em chồng coi làm sao. Rồi thì bây giờ thực ra thì em thấy là chị cũng là so với tuổi của chị thì da chị cũng khá là tốt chứ cũng không đến nỗi bi quan đâu. Da cũng mỏng mịn, lỗ chân lông nhỏ, nhưng mà đương nhiên là với cái tiến trình thời gian thì sinh lão bệnh tử và mất collagen, mất elastin là chuyện bình thường, thì chắc là chị sẽ phải là em mời chị làm công nghệ anti aging để mà cho nó tăng collagen, elastin sâu dưới da. Tại vì những công nghệ này nó đi sâu ở dưới lớp 4.5 của da là lớp hạ bì, nó sẽ làm cho cái mật độ collagen, elastin được dày lên thì da mình nó săn chắc, nó cứng hơn. Nó giống như cái nền của chị mà nó lỏng, nó rỗng thì nó sẽ bị sụp. Còn khi mà cái nền của chị nó chắc, nó cứng thì cái bề mặt của nó sẽ được phẳng. Thì đầu tiên em mời chị làm công nghệ đó. Và thứ hai nữa là anti-aging. Thứ hai nữa là em thấy là trên bề mặt da của chị thì có như một chút nám đồi mồi và cũng có sạm chút nữa. Cũng không sao chị. Thứ nhất là chị phải nhớ chống nắng kỹ. Thứ hai nữa là chị có thể làm công nghệ LPRP. Vì cái công nghệ này nó sẽ giúp cho mình là giảm được cái phần melanin nám trên bề mặt da, làm sáng da. Và còn nếu chị muốn mà cho cái phần này nó được sáng nữa thì chị có thể dùng công nghệ nanocollagen. Tại vì lâu lắm mình không làm. Chị 55 tuổi rồi. Thì bây giờ mình làm, mình tổng lực luôn tí để cho lớp nào mình cũng được chăm sóc. Lớp sâu, hạ bì, trung bì, thượng bì, lớp nào mình cũng chăm được hết á. Thấy em đẹp quá trời, ham thế ha. Bây giờ em đã tư vấn như vậy rồi thì chị thấy chị cũng rất là thích đó. Giờ ok, em cứ làm vậy cho chị nha. Dạ, bây giờ em mời chị soi da nha. Trước khi chị đi soi da, em hỏi chị một câu hỏi đố vui. Mà nếu mà chị trả lời đúng thì chị có được một cái dịch vụ là nanocell em tặng chị nha. Thay đổi không khí một tí. Em đố chị nha. Cây gì mà càng để lâu càng ngắn? Cây bút chì. À cũng hay. À cũng đúng rồi. À, hay quá. Chứ trong đầu em là cây nến. À, nhưng rồi. Mà cây đếm chì cũng đúng luôn. Chị siêu quá. Chưa đầy 10 giây, chưa đầy 2 giây là chị đã có câu đáp án rồi. Từ bây giờ em mời chị đi soi da và đồng thời là nhận quà nanocell luôn nha. Trời ơi, mừng quá. Cảm ơn em. Phía xa xăm có tiếng cỡ dài, khắc sâu mỗi tình không phôi phai, tiếc cho duyên phận mình ngang trai, từng chiều cuối.